Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bắt cầu 212 ngắn và 212 dài nhá Ok ngày hôm nay thì mình sẽ bằng 25 củ đây Khỏi phải để anh em chờ lâu nhá Mình sẽ chiến cho nó thực tế này Đây thì hiện tại anh em soi một cái đường cầu này thì nó sẽ xuất hiện là 212 đúng không anh em Đấy nhưng mà cái này thì xem là cái cặp này là cặp 3 Ok cặp 322 Cái này thì nó ra gì Nó ra ra tải nhé Rồi xem kết quả xem có chuẩn sai không nhá ok húp tay đầu tiên nhá đấy thì cái tiếng này đúng ra thì vừa đứng vừa rồi thì nó sẽ là đúng cái cầu cầu trước nhưng mà tiếng vừa rồi là cầu nghịch và cầu lùa anh em nhá đây anh em nhìn đây 13 12 là cầu hai này đấy thì hiện tại là không phải là hai một hai mà là hai một 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 hai nhá ok nhá đấy anh em để ý những cái dạng cầu này mà anh em làm sao anh em mà anh em bắt nhá thì tiếng này thì mình sẽ đánh nhỏ vào đây mình sẽ bắt một là cái tiếng cầu tải này đấy bắt quả cầu thì hai một 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 hai ok thì mình đã chia hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách bắt cầu hai một hai nhưng mà hiện tại cầu hai một hai chưa chưa xảy ra thì mình sẽ chỉ cho anh em cách bắt cầu hai một một hai trước đúng không anh em bởi vì những dạng cầu này nó thường lập đi lập lại đấy thì anh em hãy chờ và đợi xem qua cái đoạn 2112 này nó sẽ xảy ra cái cậu dạng cầu thì 212 cho anh em nhá. Đấy, cầu 212 2 thì cũng giống như cầu 2112 thôi. Đấy, thì nó chỉ khác nhau là nó sẽ nhảy 11 và 2. Đấy, vậy thôi. Ok, kết quả chuẩn xác đấy, anh em nhá. Đấy. Đấy mới gọi là đẳng cấp đúng không anh em? Đấy, rồi ok, tiếp tục này, nó sẽ xảy ra khi mà nó ra cái quân gì 456 hay cặp 456 này, cặp 456 này ra là cái cặp gì? Cặp nghịch này gặp nghịch này là sẽ khả năng cao thì nó sẽ chuyển về chuyển về khả năng cao nó sẽ chuyển về thì nó chuyển về thành 23 23 ok cái này thì mình bắt buộc mình, mình vẫn phải theo một cầu nữa vẫn vẫn phải theo cầu nữa thành 2 2 2 3 2 1 2 ok anh em nhá đến này thì đánh cụ 7 đi Đấy. anh em hãy xem cách đánh của mình có thể anh em có thể áp dụng vào thực chiến giống như cầu 212 em nhé bởi vì nó cũng giống nhau thôi anh em ạ đấy nhưng mà nó chỉ khác là nó sẽ chỉ, chỉ khác là nó nhảy là 2112 đấy vậy thôi còn cái kia là 212 đấy rồi ok anh em xem kết quả thì nó có chuẩn sai không nhá còn link của con TDC thì nửa chơi thì mình để dưới phần mô tả anh em là thực sự đam mê về bộ môn này thì anh em ấy ấn vào và tải về và trải nghiệm nhá mà bây giờ thì nặng nào kết quả ra sao chuẩn xác đúng không anh em đấy nói có mách và sách có chứng anh em nhé nói được làm được đấy vậy là đã hút rồi hút rồi anh em đúng không hút tuyệt đối rồi nhá rồi bây giờ thì tiếp tục này tiếp tục anh em xem này đây thì cái dạng cầu 212 nó đã xảy ra ở đây đây nó đã xảy ra rồi đấy nó đã xảy ra rồi đây anh em nhìn nhá đây là hai này đấy một 1 này xuống 2 này đúng không? 1 1 1 và 2 này, tiếng này sẽ về cầu 212 này. Vì với cặp vị vị 5 532 đấy là vị chuyển đổi anh em nhé Anh em nhớ là cái vị 532 là vị chuyển đổi. Đấy. Để là chuyển đổi cầu. Đấy rồi anh em sẽ xem xem của mình tiếng này mình bắt cầu có chuẩn hay không nhá. Đấy nếu như anh em nào xem được video của mình thấy hay thì anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt follow. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ mình. Đấy cầu kèo con này thì nó rất là dễ thôi, chạy cầu nào cái cầu đấy. 212 anh em bắt cứ như vậy cho mình nhá. Đấy, những cái vị xúc sắc nào có thể thay đổi thì anh em hãy để ý. Đấy và lặn này. Ô, vậy nó lại trở về cầu 22 chứ không phải là 212 anh em ạ. Về là trở về cầu 22. À. Hiện tại tất cả đang dựa trên cầu kèo là 2112 và cầu 22 nhé thì những quả đường cầu này thì đa phần là những quả đường cầu đường cầu ngắn đường cầu ngắn em nhé không phải là những cái đường cầu dài Đấy, không phải là những đường cầu dài thì tiếng này thì mình sẽ đánh đánh lại một tiếng vào đây đánh cất cầu hai hai lại Đấy. rồi ok thì cầu hai thì mình nói luôn với tất cả các anh em đang xem ở video này hai một cái bắt cầu 212 chuẩn xác thì nó cũng giống như giống như dạng cầu này mà thôi anh em hiểu chưa bởi vì hiện tại nó chưa xuất hiện cầu 212 nên là mình chưa chỉ cho anh em cách bắt cầu 212 được đấy và bây giờ thì nó chỉ xuất hiện cầu 2112 thôi nó cũng giống nhau thì cái cầu này là 212 đấy quan trọng nhất là anh em xem những cái vị xúc sắc ở đây xúc sắc là nó cái vị đứng hay vị chuyển đấy anh em để ý những cái vị xúc sắc là anh em sẽ bắt được cầu 212 chuẩn xác đấy ví dụ như mình thì tất cả các dạng cầu mình nhận biết được đấy thì mình ra cầu nào là mình bắt được cầu đấy nhá rồi chuẩn xác anh em thấy chưa? Đúng đúng anh em? Đấy mới gọi là đẳng cấp đúng anh em? Đấy, ăn lại ngay, hút lại ngay đúng không anh em? Rồi ok, tiếp tục đây 556 16 17 này. Đây là cái dạng cầu này là anh em phải để ý này, anh em phải để ý này. Vừa trước là 17, 17 làm sao? 17 đó nó xuống thì 16 theo anh em khả năng nó có xuống không? Khả năng nó xuống nhỉ 1 2, 1 2 ok. Đây là hai hai ngắn này, đây là hai hai ngắn. 22 ngàn Ok tiếng này thì mình vẫn phải theo cầu 22 vẫn phải bắt buộc phải theo một cái cầu 22 bởi vì là cái cầu 22 này là cầu 22 ngắn nhá Nếu như mà tiếng này thì mình đánh cầu 22 cầu uh, cầu cầu 22 không theo cầu ấy. mình bẻ cầu thì khả năng cao cái cặp 556 này là cặp lửa cầu anh em này đấy nên là anh em không chắc chắn anh em đánh nhỏ thôi anh em nhé không nhất thiết là tiếng nào anh em phải đánh to quan trọng nhất là anh em đánh anh em bắt được cầu kèo khi mà anh em đã bắt được cầu kèo rồi thì anh em đánh thì mới gọi là ok còn ninh ở con tdc thì nửa chơi này thì mình để ở dưới phần miêu tả anh em thực sự đam mê về cái bộ môn này thì anh em hãy ấn vào và tải về và trải nghiệm thôi và bây giờ thì làm sao anh em hãy chờ và xem và đợi kết quả xem sao nào đây này thấy gì đây đấy anh em thấy chưa vậy là nó đã đi cầu lù anh em ngay từ đầu mình đã nói anh em là đúng là đúng là chuẩn đúng anh em rồi không sao anh em nhé Thì vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em cái cách Hướng dẫn cho anh em cái cách bắt cầu 212 Nhưng mà cái cầu 212 chưa xảy ra Thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách cách cầu 2112 -2. Đấy ok Bởi vì cái dạng cầu hai với cầu 22 nó giống nhau Nó cũng không khác gì cả Chỉ yếu là anh em để ý một chút là anh em sẽ bắt được cầu này thôi Còn nếu mà anh em nào gặp những khó khăn thì Thì anh em có thể comment thì mình có thể hỗ trợ cho anh em nhé Đấy và bây giờ thì làm sao thì mình có lãi thì tốt nhất là khi mà anh em đánh anh em chơi ấy, thì anh em phải đặt một cái ra một cái chỉ tiêu dành riêng cho mình có lãi có lời là anh em phải chốt lãi anh em nhé chứ đừng ham hố để gặp sự cố ok thì mình đã có lãi rồi thì bây giờ thì mình sẽ chốt lãi tại các này nhá mình hiện tại lên 29 củ rồi ok xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại